4 cặp anh em giành huy chương Olympic quốc tế. 1. Nguyễn Thuận Hưng và Nguyễn An Thịnh. Mới đây, ở kỳ thi Olympic toán quốc tế 2023 IMO tại Nhật Bản, Nguyễn An Thịnh, lớp 12 chuyên tin của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, giành được huy chương vàng. Cách đây 4 năm, anh trai Nguyễn Thuận Hưng cũng giành được huy chương vàng ở kỳ thi IMO 2019. Anh 2. Vũ Ngọc Minh và Vũ Hồng Anh, Hải Phòng. Vũ Ngọc Minh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, từng 2 năm liền 2001 và 2002 giành được huy chương vàng ở các kỳ IMO. Em trai Vũ Hồng Anh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, tại cuộc thi Olympic vật lý quốc tế 2009, Mexico cũng giành được huy chương bạc. 3. Phạm Anh Tuấn và Phạm Đức Minh, Hà Nội. Phạm Đức Anh, lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế 2017. Phạm Anh Tuấn 9 năm trước đây cũng giành được huy chương đồng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế 2008, Hungary. 4. Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Trung Tú, Hải Phòng. Là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Thế Trung giành huy chương bạc trong kỳ thi IMO 1995, Canada. 4 năm sau, em trai Nguyễn Trung Tú cũng giành được huy chương bạc tại kỳ thi IMO 1999, Romania.